Xin chào 500 anh em, chào mừng 500 anh em đã quay trở lại với kênh Chuyện Tổng Hợp. Trong chapter 1121 trước đó, Saturn đã điên cuồng tấn công người khổng lồ, hòng xuyên thủng phòng tuyến để lấy mạng cho con Kuma. Nhưng Bonnie cũng đã cho thấy rằng cô bé không yếu đuối như lão ta tưởng. Luffy định ra tay nhưng mà khi thấy Bonnie đã biến thành Nika thì cậu quyết định hỗ trợ cho cô bé để báo thù. Cả hai sử dụng đòn phối hợp đánh tan tành cơ thể của Saturn. Lão ta bị hất bay khỏi tàu của băng hải tặc cự nhân trước sự chứng kiến của hải quân và niềm vui của tất cả mọi người. Trên bầu trời, Thousand Sunny đã ra tới biển và bắt đầu rơi xuống. Các thành viên của băng mũ rơm đang rất lo lắng và nhất là Zoro. Anh đã phát hiện ra một thứ gì đó nguy hiểm và lập tức rút kiếm ra, sẵn sàng để ứng chiến. Cùng với lúc đó thì Vegapunk tranh thủ nói nốt những gì liên quan tới vũ khí cổ đại và ba chủng tộc đặc biệt bị tận diệt từ sau thế kỷ trống. Các nhân vật đại diện bao gồm Kuma này, Kinh Hỏa Hoạn và Pudding xuất hiện. Đồng thời thì Vegapunk cũng nhắc lại những lời tương tự như Kozuki Oden về một thế hệ mới, những người ở gần với sự thật nhất. Có lẽ là vua hải tặc Goldie Roger đã lên kế hoạch sẵn cho ngày đó khi ông tuyên bố sự tồn tại của kho báu One Piece trước giờ hành hình. Thông tin khiến cho hải tặc Hachinosu, Cross Guy đều đứng ngồi không yên. Đến cả hải quân cũng nóng lòng đi đoạt lấy nó vì tương lai của thế giới này sẽ quyết định bởi kẻ nào mà giành được One Piece. Mọi sự thật gần như đã được phơi bày và bây giờ là lúc để các bên dục dịch chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Nhưng mà trước mắt thì băng mũ rơm và đồng minh phải thoát khỏi Egghead cả đã. Điều đó thì phụ thuộc rất nhiều vào vũ khí bí mật của MS. Và trong video ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng với anh em phân tích One Piece Chapter 1122 mới nhất mang tựa đề Khi Thời Điểm Đó Tới. Thế giới đang trở nên hỗn loạn sau những phát biểu của Vegapunk ở chương 1121. Người dân thì cực kỳ lo lắng khi nghĩ tới viễn cảnh thế giới này sẽ phải rơi vào tay của bọn hải tặc. Một số người thì vẫn không dám tin, nhưng Vegapunk đã nói ra như vậy thì rất khó là để mà sai được. Tại đảo Karakuri, vương quốc Banjimo, người dân cực kỳ sốc bởi vì vốn dĩ là cuộc sống ở đảo mùa đông đã đủ khó khăn rồi. Nay đến chỗ ở cũng chẳng còn nữa, chẳng hiểu tương lai nó sẽ đi đến chỗ nào. Ngược lại thì bọn hải tặc từ khắp nơi trên thế giới thì đang phát cuồng khi mà đích thân thiên tài số 1 của nhân loại đã xác nhận One Piece là có thật, đặc biệt là tại hang ổ của băng dầu đen, đảo hải tặc Hachinosu. Chúng chỉ đợi Teach hạ lệnh là sẽ xuất phát thôi, nhưng mà có vẻ hắn chưa quay về. Tương tự như ở Impel Down, nơi mà giam giữ vô số hải tặc khét tiếng. Nếu mà nhà tù này bị nhấn chìm cùng với thế giới thì nó sẽ không còn là pháo đài bất khả xâm phạm nữa. Rất nhiều phạm nhân đang cười sung sướng trước cái viễn cảnh được hít thở bầu không khí ở bên ngoài. Mình rất chờ đợi phản ứng của cựu thất vũ hải Doflamingo, kẻ đã dự đoán được cục diện này từ rất lâu. Tiếc rằng là Luffy không được lên hình, nhưng mà đám tù nhân dưới này thì đã bắt đầu nổi loạn. Mình nghĩ là sớm hay muộn gì thì Impel Down cũng xảy ra bạo động mà thôi. Tương tự như sự kiện do Lù và anh Buggy cầm đầu 2 năm trước, các tù nhân vốn cũng chẳng dám nghĩ là sẽ có ngày thoát ra được. Nhưng mà thế giới sắp chìm xuống biển, hải tặc sẽ trở thành thống trị là điều gần như chắc chắn. Vào lúc này thì người dân chỉ biết trông cậy vào hải quân mà thôi. Mặc dù cách đây không lâu, người ta đã sát hại phó đô đốc T-Bone, một con người chính trực để đổi lấy 200 triệu belly từ Cross Guy. Vậy mà bây giờ, phải đối mặt với nạn hải tặc, họ vẫn mong hải quân sẽ ra tay, nghe có phần kiểu vô liêm sỉ ấy. Tất nhiên là mình không đánh đồng tất cả, hải quân thì cũng có rít có rát nên là thật khó trách người dân. Hải tặc cũng thế, chỉ có số ít như kiểu là băng mũ rơm này, băng tóc đỏ này, băng dâu trắng hay là băng hot là hiệp nghĩa thôi. Vậy nên đây là vấn đề không của riêng ai. Tại tổng bộ hải quân, các sĩ quan thông tin liên lạc đang bị chất vấn tại sao lại để cho lũ phạm nhân nghe được bài phát biểu đó. Nhưng mà toàn bộ hệ thống Dendenmushi của hải quân đều đã bị hack, mà ở trong Impel Down thì cũng có bố trí lấy một vài con, không có cách nào có thể ngăn chặn được. Bên phía chỉ huy cơ sở, các lãnh đạo hải quân cũng tỏ ra vô cùng lo lắng. Người từng đi theo Fujitora đến Dressrosa, phó đô đốc Bastille thậm chí còn đang ốm mặt. Rõ ràng là buổi phát sóng của Vegapunk đã và đang tác động quá mạnh tới thế giới nói chung và cũng là hải quân nói riêng. Tương tự là đôi Sword Kobe, nhớ lại ngày mà họ quen nhau. Khi đó thì cả hai đã nói về ước mơ của bản thân. Kobe thì muốn trở thành đô đốc hải quân, còn anh Lu là vua hải tặc. Đó là danh hiệu dành cho người đạt được mọi thứ trên thế giới này. Với những gì vừa được nghe, Kobe hạ quyết tâm phải ngăn Luffy hoàn thành ước mơ đó bằng mọi giá có thể. Nhưng Kobe nên nhớ ước mơ của mình là gì, và cậu ta còn cách level đô đốc tương đối là xa. Mà Kizaru vừa đọ sức với anh Lu một hiệp ở Egghead, kết quả là bị áo chính. Vậy thì Kobe tuổi gì mà ngăn anh Lu, đúng không ạ? Chuyển cảnh tới Karaibari, đại bản doanh tổ chức Cross Guy. Hãy để tôi giới thiệu cho các bạn quyển Đắc Nhân Tâm biết đi trong thế giới One Piece. Nói về nghệ thuật Đắc Nhân Tâm thì có là vua hải tặc cũng phải gọi thánh bậc ghi bằng mồm. Được thuộc hạ tung hô, tình nguyện chiến đấu để giúp thánh thống trị thế giới, nhưng mà lại bị tứ hoàng bậc ghi mắng cho một trận. Không, lũ ngu ngốc, thế giới này là của ta ư? Vớ vẩn, ta sẽ không bao giờ mơ ước như vậy cả. Thế giới này là thuộc về chúng ta, hiểu chưa? Liệu có được bao nhiêu vị vua sẵn lòng san sẻ giang sơn của mình cho kẻ khác, đúng không ạ? Hay lại kiểu chim hết bẻ cung, thỏ khôn hết thì chó săn bị thịt, đúng không ạ? Vậy mà Buggy thì lại khác, anh sẵn lòng chia sẻ kho báu One Piece cho tất cả các thuộc hạ của mình, cùng nhau tận hưởng thế giới mà họ đã cùng nhau giành lấy.
Tấm lòng cao cả đó đã thực sự chạm tới trái tim của mỗi thành viên Crossguy. Bất kể là Buggy nói thật hay chỉ đang mị giật, thì chúng vẫn đang sẵn lòng theo Thánh đến tận cuối cùng của địa ngục. Quả không hổ là cuốn đắc nhân tâm biết đi, nâng cao nghệ thuật của cái bộ môn này lên một tầm cao mới. Tuy nhiên, thì ánh hào quang của Thánh đã khiến cho Crocodile và Mihawk trong phòng cảm thấy hơi bị lóa mắt. Sơ cá sấu thì khó chịu ra mặt, không phải nắng thì đừng có mà chói chang, ngồi xuống đây bạn ơi. Khả năng cao là Crocodile và Mihawk đang tính kế vì Buggy lỡ cho mồm đi hơi xa. Hai gã cựu thất vũ hải này phải chọn cách đứng đằng sau giật dây mà lại thành ra thế này. Lỡ đâm lao thì phải đánh theo lao, biết làm sao giờ. Vegapunk cũng nói rõ, người tìm thấy One Piece chưa chắc đã là người mà dòi bò chờ đợi. Vậy nên là không có gì đảm bảo là anh Lù sẽ tới Laugh Tale đầu tiên. Chúng ta chuyển cảnh tới chỗ của Mr. Dâu Đen. Hắn vừa nhận được cuộc gọi từ Katarina Devon. Ata và Vanager đang mang theo Caribou lên tàu đúng như là dự đoán. Hiện thì chúng đang trên đường chuồn khỏi Egghead. AG thì vẫn như mọi lần, luôn đứng bên mạn thuyền quan sát bốn bể, một kẻ vô cùng cảnh giác. Được Usopp nhận xét là có thị lực phi thường, khẩu súng phi thường và tải thiện xạ cũng như thế. Nếu mà phát hiện ra có mối đe dọa, hắn sẽ ra tay chặn đứng nó từ xa và cả thông báo cho đồng bọn. Còn Devon thì hỏi ý kiến của Teach về việc có nên khử Caribou luôn không? Nghe thế thì khiến hắn sợ vãi cả da quần, luôn miệng cam kết thông tin của mình là hữu ích. Dâu Đen nói là cứ đưa Caribou tới, nếu mà hắn không hài lòng thì sẽ xử lý sau. Tất nhiên thì đây cũng chỉ là kiểu chiêu dung cây dọa khỉ của Devon thôi. Nếu ả muốn giết Caribou thì đã làm xong từ lâu rồi. Hoặc là vứt hắn tại đảo Egghead là xong. Một tên như Caribou hoàn toàn không đủ thực lực để có thể đe dọa được tới Dâu Đen. Làm vậy chỉ để dọa hắn. Thử xem tên này có thật sự muốn đi theo Teach hay không mà thôi. Cảnh này quá nhỏ, ta không thể quan sát được Teach đang đứng ở đâu. Mình nghĩ là hắn đang trên đường về Hachinosu, hoặc là neo tàu ở một chỗ nào đó để đợi Vanager đi đón Devon. Khi Caribou tiết lộ cho Teach về hai thứ vũ khí cổ đại, khả năng là băng Dâu Đen sẽ xâm lược Wano Quốc hoặc là đảo người cá. Bởi một khi thế giới chìm xuống biển, chiến hạm khổng lồ Pluton hoặc sức mạnh điều khiển vua biển sẽ giúp cho Teach thống trị đại dương này. Hắn sẽ không thể bỏ qua cơ hội này được. Trở lại với đảo Egghead, nơi mà Vegapunk chuẩn bị khép lại buổi diễn thuyết của mình. Cuối chapter 1121, ông khẳng định là số phận của thế giới sẽ được định đoạt bởi kẻ nào có được kho báu One Piece. Sang đến chương này thì Vegapunk đã nhắc lại điều đó thêm một lần nữa. Đó là sự thật. Joy Boy đã. Tiếc rằng là chưa kịp nói hết câu, MS đã bị Thánh Wukuri húc thủng. Răng nanh của lão xuyên qua áo giáp của robot khiến cho nó phát nổ. Mọi người trên tàu của băng cự nhân chứng kiến không khỏi bị sốc. Có độc sên giấu bên trong cơ thể của MS cũng vì thế mà bị nổ tung theo. Buổi phát sóng chính thức khép lại với hai thông tin quan trọng bị ngắt. Một là gia tộc đi, hai là điều mà Joy Boy đã làm trong quá khứ. Trên bầu trời, Thousand Sunny đang bị Thánh Natsu Zoro truy kích. Vậy ra là đòn cảm tử của Atlas cũng chỉ câu được thêm một tí thời gian cho họ nhảy. Natsu Zoro phục hồi quá là nhanh. Nhóm Nami thì cũng đang vô cùng lo sợ. Họ hối thúc Zoro mau chóng làm cái gì đó đi. Vậy ra mối nguy hiểm mà anh cảm nhận được ở chương trước chính là lão nhân mã. Hiện thì cả hai đang nắm chặt chuôi kiếm, chuẩn bị cho một pha rút kiếm nhất kích tất sát. Tuy nhiên thì bên dưới MS vẫn còn sống, nó liên tục xin lỗi Joy Boy. Lúc này anh Lù cũng vừa bay tới để xem tình trạng của robot khổng lồ. Cậu tính giúp nó thì nó bảo Joy Boy không thể nào còn sống, gọi Luffy là Joy Boy chỉ là chấp niệm của nó ấy. Dường như là MS rất ân hận khi mà không thể giúp Joy Boy trở thành vua. Nhưng mà anh Lù trông quá là giống Joy Boy, làm cho robot khổng lồ tưởng người bạn cũ của mình đã hồi sinh. Tiếc rằng người thậm chí trước mắt còn chẳng nhận ra nó là ai. Robot khổng lồ, mày nhầm tao với ai à? Cậu tên là gì? Tao là Monkey D. Luffy, người sẽ trở thành vua hải tặc. Câu cửa miệng của anh Lù khiến cho MS cực kỳ phấn khích, đặc biệt là chữ đi. Từ đó nó đã xác nhận được một điều mà mình sẽ nói ở cuối video. Về chuyện không thể giúp Joy Boy trở thành vua, họ đã thất bại, nghĩa là trận chiến đã diễn ra trong thế kỷ trống là cuộc chiến tranh giành ngai vàng, kẻ chiến thắng sẽ thống trị cả thế giới này. Joy Boy thua trận, thế kỷ trống khép lại ngay sau đó. Nerona Imu và liên minh của hắn trở thành thiên long nhân có quyền lực tuyệt đối. Và bây giờ, mình không hiểu vì sao Vegapunk lại nói như vậy. Ông biết bản chất cuộc chiến thế kỷ trống là trận chiến giành ngai vàng, cả hai phe đều muốn trở thành vua chứ không có phe chính diện hay là phản diện. Mỗi bên đều có lý tưởng của riêng bản thân mình, cho nên là Vegapunk không phán xét, không nhận định đâu là thiện, đâu là ác. Chúng ta lại phải nhắc một chút câu nói kinh điển của Doflamingo: hải quân là chính nghĩa, hải tặc là gian ác ư? Không, kẻ chiến thắng mới là chính nghĩa. Tiếp tục với những diễn biến ở Egghead, MS vừa cảm ơn anh Lù vì đã giúp nó được nghe lại âm thanh quen thuộc của tiếng trống giải phóng. Vừa tháo nút thắt trên chiếc dây thừng ở thắt lưng ra, ngay lập tức có một luồng sét đen khổng lồ tỏa ra. Luffy ngạc nhiên khi mà thấy Haki bá vương cấp độ như vậy. Trên bờ, Thánh Saturn đã hồi phục với tốc độ khó tin. Lão cùng với Jupiter đang lao tới tàu của băng cự nhân, trong khi Natsu Zoro thì áp sát Thousand Sunny. Cả hai con thuyền sẽ chìm nghỉm nếu mà bị tấn công. Và rất may mắn là luồng Haki bá vương cực mạnh từ MS đã cứu họ một mạng. Tôi sẽ không để cho cậu chết, và nhất định là không được chết đâu đây. Và nó không hề nói dối, đòn Haki siêu mạnh mà MS giải phóng còn ao chỉnh các tứ hoàng. Hãy nhìn kỹ cái khung tranh này, các bạn thấy gì không ạ?
Vâng, mây trên bầu trời Egghead đã bị xé toạc. Hiện tượng này chỉ xảy ra khi mà hai tứ hoàng so chiều, còn robot cổ đại chỉ cần tháo nút thắt, giải phóng Haki của Joy Boy là đủ. Bầu trời chia hai, luồng Haki bá vương bao trùm toàn bộ hòn đảo lẫn vùng biển rộng lớn, thấu tận trời xanh. Đòn tấn công vô tiền khoáng hậu, ao trình tất cả các nhân vật từng xuất hiện, quá khủng khiếp. Các tên xét vừa dày vừa siêu to khổng lồ, toàn bộ hải quân bất tỉnh, ngay đến cả các phó đô đốc cũng chẳng thể đứng vững, phải cố gắng lắm thì họ mới giữ được ý thức trước uy lực này. Đôn thì vẫn chưa thể hồi phục, năng lực của Bonnie cũng cực kỳ ghê. Hải quân đang run rẩy, băng mũ rơm và băng cự nhân thì không hề bị ảnh hưởng. Mình nghĩ là các chiến binh khổng lồ có mạnh thì cũng chẳng thể so sánh được với phó đô đốc. Bằng chứng là Đôn dễ dàng hạ gục Kashi. Thì những người yếu hơn lẽ ra bất tỉnh bởi Haki của Joy Boy, chỉ có một khả năng duy nhất là Emmet và Joy Boy đã chọn đối tượng để tấn công. Emmet thì đang muốn bảo vệ Lù cùng với đồng minh nên băng cự nhân không làm sao cả. Ngũ Lão Tinh dù rất mạnh nhưng cũng chẳng thể chống đỡ được, chứ nói gì tới nhóm Nami hay là các chiến binh khổng lồ bình thường. Dạng quái vật của họ bị giải trừ ngay khi mà chạm vào Haki bá vương của Joy Boy. Tất cả trở lại dạng con người. Nó làm mình nhớ tới cái lần mà Xanh Tóc Đỏ tấn công Ryo Kugyu. Khi đó thì hắn đang ở dạng người cây, sử dụng năng lực Logia để chiến đấu với Momonosuke. Ngay cả khi mà Xanh giải phóng Haki thì Bảo Lục đã bị mất dạng thần rừng khổng lồ và trở về hình dạng ban đầu. Như vậy thì chúng ta có thể thấy là Xanh Tóc Đỏ là người sở hữu Haki bá vương tiệm cận đẳng cấp của Joy Boy nhất. Và Haki bá vương có thể vô hiệu hóa năng lực của mọi trái ác quỷ. Cái đôi nói không hề sai một tí nào. Haki mạnh thì mới là chân ái. Tiếc là lão chưa đủ mạnh rồi. Đứng trước Xanh thì các đô đốc hay là thủy sư đô đốc cũng chỉ như bọn gà tập chơi. Haki của anh sẽ khiến cho khả năng biến hóa của hệ Logia trở nên vô dụng. Ngay cả hình dạng Zoan của thần thoại cũng vậy. Nếu mà Lù không nâng cấp được Haki bá vương thì cậu cũng sẽ giống như Ngũ Lão Tinh, bị Haki bá vương của Xanh hoặc là Imu làm cho mất gear 5. Và đây là cách để có thể khắc chế được năng lực thức tỉnh hệ Zoan thần thoại. Lù và Ngũ Lão Tinh hồi phục quá là ảo, nên thế giới hiện tại chắc chỉ có Xanh Tóc Đỏ thì mới có thể cao tờ được, hoặc là Mr. Dâu Đen. Cú đánh Haki của Emmet còn tống khứ Ngũ Lão Tinh về lại phòng quyền lực. Ta thấy là Mars đã ngồi đây từ bao giờ rồi. Chắc là Luffy sẽ đánh lão ta bay thẳng tới Marigold. Cả Jupiter, Natsu Zoro lẫn Wakuri đều đang thở hổn hển, giống hệt Ryo Kugyu. Hắn hét lên, trông cũng có vẻ đau đớn khi mà dính Haki của Xanh. Như vậy thì Haki của Joy Boy không chỉ giải trừ dạng yêu quái của Ngũ Lão Tinh mà đồng thời còn đả thương họ, thật sự rất là đáng sợ. Tuy nhiên thì nếu mà bảo Haki thổi bay Ngũ Lão Tinh về lâu đài Pangaea thì không đúng, mà mình cho rằng Saturn đã giải trừ phép thuật triệu hồi. Bằng chứng là vòng tròn ma pháp vẫn xuất hiện trên nền nhà. Các phó đô đốc vẫn tỉnh táo, nếu biết mấy con quái vật trên đảo Egghead là Ngũ Lão Tinh, chắc chắn sẽ gây ra hỗn loạn. Saturn thì không muốn để cho đồng nghiệp lộ diện trước mặt bản dân thiên hạ, bởi ban đầu chỉ có ông ta tới Egghead mà thôi. Cho nên ngay khi cái dạng yêu quái bị giải trừ, Saturn ngay lập tức đưa ba lão tinh kia quay trở về Marigold. Nhưng điều kỳ lạ là trong vườn thượng uyển, Imu cũng khuỵu xuống khiến cho hầu cận vô cùng lo lắng. Vị vua giấu mặt cảm nhận được Haki bá vương của Joy Boy, hắn thở dốc và tỏ ra rất tức giận, nhưng có cảm giác là Imu đang đau đến mức mà hét ầm cả cái phòng ấy lên. Lẽ nào là Ngũ Lão Tinh bị tấn công thì cũng ảnh hưởng tới Imu? Vậy thì Ngũ Lão Tinh có thật sự tồn tại hay không đấy? Hay là tất cả đều do Imu tạo ra, giống như kiểu là Vegapunk tạo ra các bản sao của ông? Sau chapter 1122, mình tin chắc là chủ đề này sẽ được bàn luận rất là nhiều. Trở lại với đảo Egghead thì không còn bị Natsu Zoro truy sát nữa. Thousand Sunny hạ cánh an toàn, anh Lù rất mừng vì đồng đội chả sao cả. Nhưng mà Nami không hề biết chuyện gì đã xảy ra với Edison và Atlas. Có điều thì York đã xác nhận, ta là Vegapunk duy nhất, đồng nghĩa là cả Atlas và Edison đều hiệu. Lilith thì sẽ khôi phục sau. Hải quân bất tỉnh nhân sự hết sạch, Ngũ Lão Tinh thì không thể tiếp tục truy đuổi. Băng Mũ Rơm và băng cự nhân lên đường thẳng tiến tới quê hương của người khổng lồ. Dory và Brogy còn chưa kịp định thần, họ quá sốc khi mà chứng kiến một con robot biết xài Haki, lại còn khiến cho người khác biến mất nữa. Nhưng mà giờ thì chuyện đó không còn quan trọng, cái chính là tất cả đều được an toàn. Bọn trẻ con ở Elbap thường truyền tai nhau bài đồng dao như thế này: xương rồng đơm lá đơm hoa, Nika cười như đang chơi đá, là lúc vị vua trở về nhà. Elbap, here we go! Chúng ta chuyển cảnh tới khu vực bờ biển. Yêu quái không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi. Chúng chỉ chuyển từ hình dạng này sang hình dạng khác. Saturn trong hình hài con người đang bước về phía robot cổ đại. Kết thúc rồi, Emmet. Mình ngạc nhiên là Saturn lại biết tên của nó. Vậy thì Ngũ Lão Tinh phải sống từ thời thế kỷ trống. Sự bất tử của Ngũ Lão Tinh và Imu xem ra như đã có lời giải. Hoặc là cả 6 người đều nhận được quyền năng tối thượng của trái OP Openomi, hoặc là Ngũ Lão Tinh là yêu quái chính hiệu được tạo ra bởi năng lực trái ác quỷ của Imu, chứ không phải là con người ăn doan thần thoại mô đen yêu quái. Saturn ở lại Egghead để xử lý nốt phần còn lại, tiêu diệt tận gốc Emmet và thu thập hỏa mẫu mang về cho Imu. Đồng thời thì cũng cần phải bố trí lại đảo Egghead đôi chút để York có thể tiếp tục phục vụ chính phủ thế giới. Emmet lúc này đã hết năng lực kháng cự, nó chỉ có thể ngồi đó và chờ đợi Saturn đưa mình đi gặp Joy Boy. Nhưng mà Emmet không còn gì để mà phải hối tiếc cả, vì nó đã bảo vệ được Joy Boy mới, chính là Monkey D. Luffy.
Trước này, ta cũng được xác nhận rằng Joy Boy cũng có chữ D ở trong tên. Đồng thời, ông không phải là người khổng lồ hay Buccaneer. Joy Boy là một con người bình thường. Một đoạn hồi tưởng ngắn đã diễn ra. Joy Boy đang trên một ngọn đồi nói chuyện với Emmet, người mặc trang phục đậm chất Viking giống như của cư dân Elbap. Nhìn cái cây sau lưng Joy Boy, nó rất giống với ngọn cây ở trong khu rừng cá voi ở đảo Dô Ư. Hai người ở cùng một vị trí cao hơn nhiều so với mặt biển. Mình đoán là cả Joy Boy lẫn Emmet lúc này đều đang ở trên lưng Zunesa. Tiếp tục đoạn hồi tưởng đã xuất hiện cách đây vài chapter. Joy Boy cho Emmet biết khi nào là thời điểm thích hợp và vũ khí bí mật là cái gì. Ông đã phong ấn đòn Haki mạnh nhất của mình vào nút thắt trên dây thừng ở eo của Emmet. Truyền thuyết về nút thắt Gordian kể rằng một nút thắt mà bất cứ ai cởi bỏ sẽ có được quyền lực trên cả thế giới này. Truyền thuyết của người Hy Lạp cổ đại nói về Alexander Đại Đế, người đã tháo được nút thắt Gordian. Zeus đã đưa Alexander từ quốc vương thứ 14 nhà Argit, vương quốc Macedonia, trở thành đại đế thống trị cả lục địa Á-Âu. Đây có thể là nguồn cảm hứng cho nút thắt quanh eo Emmet. Ngoài ra thì còn tồn tại những nút thắt khác như là nút thắt bất tận này, hay nhiều nút thắt thần thoại trong Celtic. Trong One Piece thì chúng ta từng được nghe kể về nút gió ở đảo Thời Tiết. Ý tưởng niêm phong một thứ gì đó bên trong một nút thắt xuất hiện lần đầu tiên ở chương 523. Khái niệm này được giới thiệu dưới cái tên nút gió. Mỗi khi mà một nút thắt được cởi ra, một luồng gió bên trong sẽ được giải phóng và cường độ sẽ tăng dần lên khi mà có nhiều nút thắt được cởi ra hơn. Đây không phải là một phát minh mới mà nó đã có từ cách đây hàng ngàn năm. Mình nghĩ là đảo Thời Tiết cũng từng là một phần của vương quốc cổ đại. Joy Boy biết phương pháp này nên ông đã phong ấn chiêu thức Haki mạnh nhất của mình vào nút thắt, dùng để bảo vệ người bạn Emmet từ quá khứ. Nhưng ông vẫn thường làm. Mình nghĩ giả thuyết Emmet là người khổng lồ cổ đại có nguồn gốc từ Elbap đang trở nên khả thi hơn bao giờ hết. Nếu mà A từng kết thân với Oa Junior thì Joy Boy có người bạn Emmet. A dạy Oa Junior đan nón rơm thì Joy Boy cũng tặng cho Emmet một chiếc mũ khổng lồ, thứ mà hiện đang nằm trong lâu đài Pangaea. Emmet này nó rất yếu nên là Joy Boy luôn phải bảo vệ cho anh bạn to xác này. Rồi một ngày Emmet quyết định cải tạo cơ thể thành robot, một hành động tương tự như là Vega Pang làm với Kuma. Chỉ khác là Emmet vẫn giữ được nhân tính, nó làm vậy để có sức mạnh giúp đỡ Joy Boy. Và Emmet cũng sống lâu hơn Joy Boy rất rất nhiều lần. Nó ngủ say sau khi Joy Boy qua đời và chính nhịp tim của Luffy đã đánh thức lại nó. Thời điểm cuộc hồi tưởng diễn ra có lẽ là rất gần với ngày tử vong của Joy Boy. Nút thắt Haki là việc cuối cùng ông có thể làm cho nó. Khi mà tính mạng của Emmet hoặc những người nó muốn bảo vệ bị đe dọa, nó sẽ cởi nút thắt để nhận được món quà từ quá khứ. Joy Boy vẫn luôn sát cánh cùng Emmet 800 năm qua. Nó không hề cô đơn. Emmet gục đầu xuống, ánh sáng ở mắt cũng biến mất. Robot cổ đại đã hy sinh thân mình để giúp cho băng mũ rơm cùng với đồng minh của mình. Và bây giờ là lúc để chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Và đó là toàn bộ phân tích của mình về chapter 1122 mới nhất của One Piece. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Nếu mà thấy hay thì đừng quên nhấn like, share, subscribe để có thể ủng hộ cho kênh của bọn mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.